Và tiếng còi của trọng tài đã được bắt đầu. Và để tiện hơn cho quý vị được theo dõi, tôi xin được phép đọc đội hình ra sân của hai đội. Bên phía Vietgol ra sân, đứng trước bóng lúc này đang là số 15 Nguyễn Đặng Đình Phúc. Một tình huống sút thẳng ngay hay là sẽ phối hợp dứt điểm. Bóng đã đạp chạm hàng rào và đi ra hết đường bên ngang. Quả phạt góc dành cho U11 Vietgol. Làm kia đoạn này cháu không phải chuyên môn về đoạn này nên nó cũng khó nói. Phạt góc dành cho U11 Vietgol. Vẫn còn, bóng vẫn chậm chậm các cầu thủ Vietgol. Làm gì đây? Một pha phản công nhanh của Vietgol. Dứt điểm. Đá trình độ không phải là U11 nữa, có cả U lớn hơn U15 gì đấy. Tình huống đá phạt này. Sút. Bóng đã chạm hàng rào bên phía Việt qua. Sau những phút đầu lấn lướt bên phía của các cầu thủ Việt qua thì các cầu thủ bên phía CFF đã bắt đầu lấy lại nhịp độ trận đấu. Phản công cho Việt qua. Số 12 Đỗ Trường An. Vào! Tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Việt qua. Người ghi bàn là cầu thủ số 12 Trường An. Một pha xử lý cá nhân rất là đỉnh cao của Việt Trường An. Một cầu thủ có thể nói là nhỏ con nhất trên sân nhưng với kỹ thuật của mình thì đã khuấy đảo hàng này như thế nào đây. Và đây là tình huống đá biên của các cầu thủ CFF ạ. Rất nguy hiểm, bóng đang... Và bóng đã thuộc về tầm kiểm soát của các cầu thủ Việt qua. Không được. Sân và cầu thủ ra sân sẽ là cầu thủ số 18 Lương Gia Bình. Với sự thay đổi người này thì các cầu thủ bên phía U11 CFF sẽ tự tin hơn và có những cái chiến thuật mưu tính riêng của huấn luyện viên. Hy vọng trận đấu sẽ được đẩy lên kịch tính hơn nữa. Và bây giờ là trong sân. Sút xa. Rất nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là pha bỏ lỡ của số 8 Trần Nam Anh. Bóng cột 2 đã ra. Rất hay, Phúc An. Quá khéo léo nhưng mà không thể qua được thủ môn Ngọc Diệp. Đang có những tình huống khiếu nại bên phía huấn luyện viên của Việt Quạ. Rất nguy hiểm, bóng đã được thủ môn Ngọc Diệp đấm ra nhưng vẫn trúng cột dọc. Vừa rồi là cú sút rất mạnh của số 9 Đặng Lê Minh. Rất đáng tiếc là bóng đã đi vào cột dọc. Vâng, tình huống nguy hiểm đã tạm thời trôi qua. Và bây giờ là cú ném biên lên rất là nhiệt. Rất là nhiệt. Cầu đưa bóng vào trận đấu rất nhanh và không có những tình huống nằm sân câu giờ. Mặc dù phía bên ngoài thì huấn luyện viên đang có những tình huống nhắc nhở nằm sân chiến thuật nhưng mà các cầu thủ thì trong sân vẫn tỏ ra rất là nhiệt huyết và đang muốn có thêm cho mình những bàn thắng thứ hai. Đình Phúc. Làm gì đây? Bóng vẫn đang thuộc cầm quyền soát của các cầu thủ Việt qua. Rất hay. Không được. Và đỡ bước một khá lập bập của Đình Phúc. Và cơ hội đã tạm thời trôi qua. Quá đáng tiếc. Sút. Vào. Cú sút rất tốt của tiền đạo số 10. Xử lý của Minh Kha, chúng ta có thể thấy được một sự rất nhanh nhưng bóng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Phúc An.
và anh đã đưa về một pha phạt góc cho các cầu thủ bên phía Việt qua. Không biết đây là tình huống phạt góc thứ bao nhiêu của các cầu thủ Việt qua nữa. Rất hay, quá đáng tiếc, vừa rồi là pha đệm lòng đi bóng, đưa bóng đi ra ngoài. Cầu thủ vừa thực hiện pha đệm lòng là Lê Minh, số 9 bên phía các cầu thủ Việt qua, rất đáng tiếc. Hoàng Nam rất căng, quá đáng tiếc. Và trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Việt qua. Một chiến thắng khá là áp đảo của các cầu thủ Việt qua. Và những sự nỗ lực ghi bàn thắng của các cầu thủ bên phía U11 CFF đã không thể thực hiện được.